GV Evermind, huyền thoại Vlog bị Trấn Thành mắng ở trường quay, lời Forbes làm phim ẩm giải quốc tế. GV Evermind, tên thật Trần Đức Việt, được mọi người biết đến với loạt video hài hước, đậm tính châm biếm về những sự việc trong cuộc sống hay các vấn đề gây nhức nhối trong xã hội. GV Evermind là ai? GV Evermind là cái tên đang nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Nếu không phải những người dành sự theo dõi cho các vlogger đời đầu, thì cái tên GV Evermind vẫn còn khá xa lạ. Hơn nữa, chàng trai này còn từng có một thời gian sống ẩn, biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội, thậm chí xóa hết toàn bộ video của kênh YouTube gần 2 triệu lượt theo dõi. Thế nên việc nhiều người hiện tại thắc mắc GV Evermind là ai cũng là điều dễ hiểu. GV Evermind, tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992. Nhiều năm trước, thời điểm cư dân mạng Việt Nam bắt đầu biết đến YouTube nhiều hơn với những vlog bắt đầu ra đời, thì cũng được xem là thời hoàng kim của GV Evermind. GV Evermind được biết đến với những vlog có nội dung thẳng thắn, độc đáo, vừa bắt trend, vừa mang tính châm biếm sâu cay, nổi bật là những video nói về vấn đề fan cuồng K-pop, chém gió tiếng Anh, anh hùng bàn phím. Những video của GV Evermind ở thời điểm đó được đón nhận tích cực, còn được nhiều netizen dùng làm meme rất phổ biến, thậm chí GV Evermind từng được ví là huyền thoại trong giới vlogger Việt thời kỳ đầu. Ở độ tuổi chỉ vừa hơn 20, khi đi du học ngành truyền thông tại Hoa Kỳ, GV Evermind đã tham gia làm vlog trên YouTube. Kênh YouTube của nam vlogger này sau đó nhanh chóng đạt 121 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt subs. Từ năm 2015, GV Evermind đã được gọi tên trong danh sách 30 Under 30, những gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi, do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Ngay năm sau đó là 2016, GV Evermind cũng lọt vào danh sách 30 Under 30 châu Á và tạp chí Forbes trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giải trí. Ở thời điểm đang nổi tiếng đình đám, GV Evermind bất ngờ lui về ở ẩn, nam vlogger gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Năm 2018, netizen cũng một phen dậy sóng khi các video trên kênh YouTube của GV Evermind cũng mất tích. Gần 50 video triệu views trên kênh YouTube đã bốc hơi 100%. Đến năm 2019, GV Evermind mới rụt lịch trở lại và đổi tên hoạt động vlog thành GV. Mọi thành công từ thời còn làm vlog, nó đã là một quá khứ cũ kỹ. Xóa bỏ đi để cho mình biết là đừng ăn mày quá khứ, anh chàng chia sẻ. Tháng 10 năm 2019, GV thử sức trong lĩnh vực điện ảnh khi cho ra mắt bộ phim ngắn Không Giấu Chân Người. Được biết, GV đã cùng lúc đảm nhận 4 vai trò là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính trong bộ phim này. Bộ phim sau đó còn được lựa chọn để trình chiếu tại Liên hoan phim ngắn quốc tế Mumbai 2019 và GV cũng giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim này. GV sau đó cũng quay lại với những vlog mang đậm màu sắc châm biếm đúng với cá tính trước đó của năm vlog này. Nổi bật trong đó có series Cuối Tuần Mất Ngủ với những video đề cập đến các vấn đề nóng hổi như đa cấp 4.0, giới trẻ và chất kích thích, các cuộc thi hoa hậu, Sugar Daddy, Sugar Baby. Hiện tại, nếu so với thời điểm nhiều năm trước, thì số lượng những vlog của GV vẫn ít hơn nhiều, nhưng nội dung được đánh giá là chắt lọc hơn, thể hiện được tư duy trưởng thành của vlogger đình đám này. Thế nên dù không còn hoạt động quá sôi nổi, GV vẫn có một lượng người theo dõi riêng không hề nhỏ. Suýt gạt tay trúng má Trấn Thành, dành 13 tiếng xem vlog của nam MC. Tối ngày 15 tháng 5, GV Evermind, một vlogger đình đám đời đầu, đã bất ngờ đăng tải hai video clip liên quan đến Trấn Thành. Cụ thể, một clip Trấn Thành đưa ra một tiêu đề gây sốc: I must list my hand to Trấn Thành check. Tôi từng suýt gạt má Trấn Thành. Trong clip này, vlogger đã chia sẻ quan điểm của bản thân về Trấn Thành và bình luận rằng Trấn Thành có cái tôi rất cao. Bên cạnh đó, GV Evermind còn tiết lộ trong quá khứ có hai lần anh từng gặp gỡ và làm việc chung với đàn anh. GV Evermind cho biết anh đã bị Trấn Thành lấy một số chi tiết ở trên người như quần áo, đầu tóc ra để làm trò đùa. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn bị Trấn Thành mắng vì diễn xuất không tốt, thậm chí còn muốn tác động vật lý vì nói nặng lời. Ngay tiếp theo đó là một clip dài gần 13 tiếng ghi lại quá trình GV Evermind xem toàn bộ clip trên kênh của MC quốc dân Trấn Thành. Anh chàng còn ghi chú rằng video này được làm với mục đích hiểu hơn về Trấn Thành, một trong những nhân vật thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng. Cụ thể, nam vlogger chỉ xem các nội dung được Trấn Thành và bạn bè tự quay, không xem chương trình truyền hình, sản phẩm phim chiếu mạng, quảng cáo, clip được quay bởi ekip chuyên nghiệp và clip Trấn Thành hát. Anh không quên dành lời thử thách với người xem, đố mọi người xem hết được video dài tới 13 tiếng này. Bởi lẽ trong thời đại các video ngắn chỉ vài giây lên ngôi, việc kiên nhẫn xem video 10 đến 15 phút đã trở nên khó khăn với nhiều người. Trong video, GV Evermind đã xem gần hết các nội dung mà MC Trấn Thành đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Anh đùa với thành tích này, mình hoàn toàn có thể trở thành trưởng fan club, hội người hâm mộ của nam MC nổi tiếng. GV Evermind cũng nhiều lần chia sẻ trong video rằng anh nhìn thấy bản thân trong hình ảnh của Trấn Thành, bởi khi được nhiều người công nhận sẽ rất dễ hình thành một cái tôi lớn.
Nam vlogger tâm sự, thật ra mình không ghét Trấn Thành đâu, vì mình cũng từng có một cái tôi rất lớn. Khi xung quanh mình, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời, đều là lời tán dương. Bạn làm gì cũng được mọi người ca ngợi. Bên cạnh đó, bạn còn kiếm được rất nhiều tiền, được xã hội công nhận là thành công nữa, thì làm sao bạn có thể nghĩ mình là người bình thường được. Từ lúc nổi lên, Trấn Thành liên tục đi diễn, làm phim, những chương trình mà chưa có quản nghĩ nào để nhìn lại, kiểm soát cái tôi đang ngày càng lớn của mình. Ai cũng xứng đáng được trao một cơ hội để nhìn lại bản thân, GV Evermind nói thêm trong video. Chưa đầy 24 giờ, video dài 13 tiếng của GV Evermind đã thu hút hơn 216.000 lượt xem cùng nhiều chia sẻ bình luận. Hầu như mọi người đều dành lời cảm thán với tư duy làm nội dung luôn độc đáo, có phần châm biếm bằng cách đi ngược số đông hiện nay.